loài động vật nào sẽ được sống trên mặt trăng và sao Hỏa đầu tiên? NASA có kế hoạch xây dựng các căn cứ lâu dài trên mặt trăng vào cuối thập kỷ này, sau đó là chuyến thám hiểm định cư lên sao Hỏa. Khi đó, những người định cư trong không gian sẽ cần mang theo một hệ sinh thái quan trọng, bao gồm cả các loài động vật. Nhà khoa học hành tinh Christopher McKay tại trung tâm nghiên cứu AMET của NASA cho biết, môi trường sống có thể được xây dựng nhân tạo để phù hợp với nhiệt độ, áp suất và thành phần khí quyển của người trái đất, nhưng không có cách nào có thể thay đổi được trọng lực không gian. Trong điều kiện này, động vật nhỏ như chuột và sinh vật dưới nước có thể là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, cá và các động vật thủy sinh khác được hỗ trợ bởi lực nổi, nên những thay đổi về trọng lực sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của chúng. Theo báo cáo năm 2020 từ Đại học Nam Úc và Đại học Vũ trụ Quốc tế Pháp, các loại côn trùng như dế là khả thi nhất và có giá cả phải chăng, cung cấp nguồn protein tốt trong khi sử dụng ít không gian và nước hơn so với cá.